Chào mừng quý vị và các bạn đến với Blog Tim Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Chuyện Lạ. Chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện hấp dẫn và đặc sắc được cập nhật từ khắp nơi trên thế giới. Quý thính giả thân mến, khi mà ngày nào cũng cơm áo gạo tiền đè nặng lên hai vai, là mãi cũng chỉ đủ ăn chứ chẳng dư dả gì, thì có lẽ ước mơ một ngày nào đó vô tình nhặt được một khối kho báu kiểu như là lượm phải cục vàng chẳng hạn cũng chẳng có gì là quá đáng, đúng không nào? Và câu chuyện sau đây thì gửi đến mọi người thì lại khá là đặc biệt, bởi vì người đàn ông trong câu chuyện này đúng là đã may mắn lượm phải một khối kho báu khủng khiếp. Thế nhưng điều đáng chú ý ở đây là người đàn ông này lại chẳng hề nhận ra đó là kho báu. Ông mang khối kho báu kỳ lạ mà mình nhặt được đem về nhà, coi nó là một vật may mắn và để nó dưới gầm giường trong suốt cả 10 năm trời. Cho mãi mà chẳng thấy may mắn nào tới với mình, cho tới ngày căn nhà của mình bị thiêu rụi, ngay lúc đó thì may mắn mới lòi ra. Đó là câu chuyện của một ngư dân giấu tên sống tại Philippines, đã vô tình nhặt được một khối ngọc trai nặng 34kg tại bờ biển của đảo Palawan. Vì ông không hề biết về giá trị khủng khiếp của khối ngọc trai đẹp mê hồn này, cho nên ông chỉ để nó dưới gầm giường ngủ và tin rằng có thể nó sẽ đem lại may mắn gì đó cho mình. Theo đó thì khối ngọc trai mà ngư dân này tìm được có thể nói là khối ngọc trai lớn nhất từ trước đến thời điểm hiện tại. Nó lớn hơn rất nhiều so với khối ngọc trai được cho là lớn nhất thế giới trước đó, chỉ nặng khoảng 6,4kg, được đặt tên là hòn ngọc lão tử, cũng được tìm thấy tại Palawan của Philippines. Nó hiện tại đang được trưng bày tại bảo tàng ở New York, Mỹ. Trong trận hỏa hoạn xảy ra vào đầu năm nay thì ngôi nhà của người ngư dân bị cháy nặng, khối ngọc trai kia được nhiều người phát hiện ra. Lúc này thì ông mới biết là khối ngọc trai đã ngủ cùng mình suốt 10 năm qua, có giá trị lên tới 100 triệu USD, có thể nói là hơn 22.000 tỷ đồng Việt Nam chúng ta. Một con số mà cả đời ông cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Cuối cùng thì ông đã giao khối ngọc trai quý giá lại cho giới chức du lịch tại địa phương ở Peto, Vrinchatka và chuyển nhà đi. Chiều rộng khoảng 30cm, dài khoảng 70cm. Vẻ đẹp của khối ngọc trai 34kg này có thể nói là sẽ khiến cho nhiều người phải chìm trong sự mê đắm. Theo ông Island Citya Amurao, một quan chức du lịch tại địa phương cho biết, trong một cơn bão, người dân này đã thả neo thuyền và nó bị mắc vào khối đá. Khi lặn xuống gỡ neo ra, ông đã phát hiện ra vỏ trai và đem về cắt nó trong nhà suốt một thập kỷ qua, mà không hề thắc mắc về giá trị của nó. Hiện tại thì ông Amurao cùng với quan chức địa phương đang đợi đánh giá chính xác từ viện Gemologist, là viện nghiên cứu ngọc trai, và một số giới chức thế giới khác. Và họ sẽ giữ viên ngọc trai tự nhiên lớn nhất thế giới này để phục vụ cho ngành du lịch của địa phương. Palawan vốn là thành phố cảng biển nổi tiếng và quan trọng bậc nhất của đất nước Philippines. Đây cũng là nơi cung cấp những ngọc trai tự nhiên lớn nhất thế giới. Sau nhiều năm bị bỏ quên trong gầm giường thì viên ngọc trai đặc biệt này đúng là một loại hiếm thấy được phát hiện và trưng bày tại bảo tàng trung tâm thành phố. Vẻ đẹp của bảo vật đã hấp dẫn rất nhiều du khách và người yêu tranh châu tới thăm. Theo thông tin trên thời báo trung ương của thành phố Palawan thì viên ngọc trai có màu trắng ngà, hình quạt có kích thước rất là lớn và lớn nhất thế giới này được chính phủ Philippines tạm thời đặt tên cho nó là khối ngọc trai công chúa tranh châu cảng. Những con trai khổng lồ sẽ tạo ra những viên ngọc có kích cỡ lớn và khối lượng của con trai khổng lồ có thể lên tới 400kg. Để tạo ra được một khối ngọc trai lớn như thế này thì con trai biển hẳn đã phải nặn nó trong hơn 90 năm. Công chúa tranh châu cảng có giá trị lên đến 100 triệu đô la. Tuy nhiên thì ngọc trai cũng có rất nhiều loại và khối ngọc trai này cũng đang chờ giám định của các chuyên gia quốc tế. Tỉnh Palawan ở Philippines được bao bọc bởi biển cả. Miền đất này không phải nổi tiếng với những vựa thu hoạch ngọc trai lớn mà được biết đến như một miền đất ngọc trai hoang sơ còn sót lại. Phóng viên của Sở Du lịch Alan Amurao đã từng đặt chân tới đây và cho biết, 10 năm trước, người thân của cô và ngư dân thuộc miền đất này thường xuyên bắt được những con trai khổng lồ. Do vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên khi khối ngọc trai lớn nhất như vậy được đặt ngay gầm giường. 10 năm nhanh chóng đi qua, tháng 8 năm ngoái, người họ hàng của cô có ý định chuyển nhà,
họ dùng viên ngọc này để làm vật đảm bảo. Sau khi nhìn viên ngọc lớn, Amurao đã thốt lên. Tôi không thể tin nổi, đây rõ ràng là một kho báu hiếm có. Hầu như những viên ngọc khổng lồ được xếp thứ trên thế giới đều được tìm thấy tại vùng biển Palawan này. Điều này cho thấy là môi trường tự nhiên tại đây vẫn còn giữ được sự hoang sơ vốn có của nó. Có lẽ khi biết thông tin, chúng ta không khỏi ngạc nhiên. Hầu hết các viên trân châu bảo ngọc được khai thác tại Philippines đều được lưu trữ và sử dụng ở một nước khác. Hiện tại thì thành phố Palawan đang tích cực chuẩn bị xây dựng một bảo tàng ngọc trai với hy vọng là nơi đây có thể lưu giữ được những viên ngọc quý hiếm. Người phát hiện ra viên ngọc quý hiếm này có cuộc sống như thế nào? Amurao cho biết là ông vẫn là chủ của viên ngọc quý hiếm này, được trời ban cho tính giản dị. Hiện tại ông và gia đình có cuộc sống rất vui vẻ và cũng chưa có ý định bán viên bảo ngọc. Ông muốn lưu trữ lại tại bảo tàng để cho nhiều người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của viên ngọc lớn nhất thế giới này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Hãy chia sẻ những cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Và kiểm tra xem mình đã đăng ký nhận tin hay chưa. Nếu chưa thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình. Và bây giờ thì quý thính giả có thể nhấn vào đây để chúng ta cập nhật thêm những thông tin nóng hổi hơn. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.